Xin chào quý khán thính giả cùng trở lại với Hội Đồng Cầu. Mình tên là Trung, là nghiên cứu sinh tại Đại học Victoria, Canada và cũng là curator của Hội Đồng Cầu. Tuần này thì Trung rất xin lỗi mọi người là chúng ta sẽ lại phải nói về cái cuộc xung đột vũ trang mà Nga đang phát động tại Ukraine. Và cái tiêu điểm của video này thì sẽ là về những cái cáo buộc mà phía ủng hộ Nga cũng như là Putin họ đang nhắm vào chính quyền Ukraine về khá là nhiều vấn đề, về nhân quyền này, về tội ác chống lại loài người, cái khái niệm crimes against humanity và thậm chí là những cái cáo buộc về diệt chủng, genocide. Và cho đến hiện nay thì có rất nhiều những cái tài liệu mà không có căn cứ, không có nguồn gốc và cũng không thể kiểm chứng được tung ra từ những cái độ tung tin, nào là Ukraine diệt chủng này, rồi Ukraine vi phạm nghĩa vụ ngừng bắn, rồi giết chết 14.000 người ở Donbass, rồi Ukraine giết hại người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine như thế này như thế kia, và từ đó dẫn đến việc là Nga phải dẫn quân vào cái vùng này. Và hiện nay thì Trung thấy nó là một trong những cái rào cản thông tin lớn nhất đối với những cái nhóm quan sát trung lập tại Việt Nam, là những cái nhóm mà họ cũng chưa biết bên nào đúng bên nào sai và họ không biết là nên ủng hộ ai. Và cũng từ những cái thông tin này, có rất nhiều người cho rằng là Nga xâm lược Ukraine cũng giống như là việc Việt Nam can thiệp quân sự tại Cambodia. Vậy thì với cái video này, Trung kỳ vọng là sẽ giới thiệu và chúng ta sẽ cùng xem xét những cái thông tin đến từ, thứ nhất là một cái cơ quan tài phán quốc tế là ICC, International Criminal Court, là Tòa án Hình sự Quốc tế. Cái cơ quan này thì không thuộc cái cấu trúc của Liên Hợp Quốc. Và thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin từ một cái cơ quan nhân quyền quốc tế là OSCSR, là Cao ủy Nhân quyền. Thì cơ quan này thuộc về cấu trúc của Liên Hợp Quốc. Và thậm chí là chúng ta còn có rất nhiều thông tin từ ICJ nữa, Tòa án Công lý Quốc tế đấy. Thì họ cũng đang xem xét những câu chuyện rất riêng tại Nga và Ukraine. Nhưng mà bởi vì thời gian, chúng ta sẽ không thể đi hết những cái thông tin từ cả ba cơ quan này. Nhìn chung, đây là những cái định chế, những cái tổ chức mà họ theo dõi cái vấn đề tại Ukraine, tại Crimea và thậm chí là tại miền đông Ukraine ngay từ những ngày đầu, có tính thẩm quyền và một cách hoàn toàn trung lập. Trung nghĩ là xem xét những cái tài liệu này, chúng ta sẽ có một cái góc nhìn nó rõ ràng hơn và nó chắc chắn hơn, thay vì chúng ta bị nhiễu vào những cái nguồn tư liệu không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ và thậm chí là chúng ta cũng không biết rõ là ai thực sự đang sản xuất ra những cái thông tin này. Vậy thì trước khi chúng ta đi vào hai cái phần thông tin chính là từ ICC và từ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì Trung nghĩ là chúng ta nên đi qua ba cái lưu ý lớn. Chúng ta sẽ phải đi qua ba cái lưu ý này để chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái vấn đề khác và chúng ta sẽ không có thời gian thảo luận chi tiết ở đây, nhưng mà nó có thể sẽ là những câu hỏi xuất hiện trong đầu của độc giả, của khán thính giả trong quá trình bạn xem xét, bạn cân nhắc những cái thông tin từ video này. Cái thông tin đầu tiên, cái thông tin ngoài lề đầu tiên mà Trung muốn khẳng định là cái tình hình và cái thông tin diệt chủng của chính quyền Pol Pot tại Cambodia, nó rõ ràng và nó được thừa nhận một cách minh thị trên toàn thế giới từ những năm 1978, năm 1979 thì nó đã được thừa nhận rồi. Và nó rất khác với những cái cáo buộc về diệt chủng, những cái cáo buộc về tội ác chống lại loài người mà Nga đang nhắm tới Ukraine hiện nay. Vậy thì cái câu chuyện là tại sao Việt Nam vẫn bị cô lập, thì những bài phân tích sâu hơn Trung đã có thấy một số tạp chí luật người ta phân tích cụ thể rồi. Nhưng mà cần nhắc lại, cần khẳng định lại đấy, là vào năm 1979 thì các định chế quốc tế cũng như là các quốc gia tương đối trung lập ở châu Âu này, ở châu Phi, lẫn Nam Á hay là châu Mỹ Latin, tức có nghĩa là chúng ta loại trừ Anh, Mỹ và Trung Quốc ra, tại thời điểm đó thì Việt Nam làm gì cũng sai, và loại trừ Anh Liên Xô ra thì tại thời điểm đó thì Việt Nam làm gì đối với họ cũng đúng. Những cái quốc gia nhỏ này họ mới đều công khai thừa nhận và biết đến cái hành vi diệt chủng mà chính quyền Pol Pot thực hiện bên trong Cambodia cũng như là tại biên giới Việt Nam. Cái khó của họ ở đây đấy là bởi vì một trong những cái yêu cầu ưu tiên của Việt Nam cũng như là cái Socialist Bloc được đầu là bởi Xô Viết, là bởi vì chúng ta bắt buộc những cái quốc gia này phải lựa chọn giữa việc là có thừa nhận cái chính quyền mà Việt Nam vừa mới xây dựng ở Phnom Penh hay không, khi mà so với cái chính quyền lưu vong của Pol Pot đang ở biên giới Thái Lan. Thì vấn đề ở đây không phải là Mỹ can thiệp hay là Mỹ mua chuộc gì đâu, bởi vì chúng ta cần phải nhớ là Hoa Kỳ thường xuyên bị cô lập tại Liên Hiệp Quốc, và thậm chí là họ thường xuyên bị cô lập tại cái tổ chức mà chúng ta thường xem là sân sau của Hoa Kỳ, là cái OAS, Organization of American States, là tổ chức các quốc gia châu Mỹ. Thì họ thường xuyên bị cô lập lắm, cho nên là không phải cứ có tiền là muốn làm gì làm trên những cái tổ chức chính trị quốc tế đâu. Cái khó thật sự ở đây là nếu những cái quốc gia nhỏ này họ thừa nhận chính quyền của Heng Samrin,
cái chính quyền mà Việt Nam ủng hộ, Việt Nam hậu thuẫn, thì họ cũng sẽ trực tiếp thừa nhận một cái khái niệm gây tranh cãi và khá nguy hiểm trong công pháp quốc tế, humanitarian intervention. Vậy thì cái khái niệm này là gì? Cái khái niệm này cho phép những cái quốc gia khác tự mình hoặc là theo nhóm can thiệp quân sự vào nội bộ của một quốc gia, và thậm chí là trong trường hợp của Việt Nam là lật đổ cả chính quyền của một quốc gia để giải quyết cái khủng hoảng nhân đạo hay là khủng hoảng nhân quyền. Đúng là Việt Nam can thiệp vào Cambodia đó, cái can thiệp quân sự của Việt Nam vào Cambodia luôn được xem là một trong những cái can thiệp nhân đạo thành công. Nhưng mà nếu những cái quốc gia nhỏ này họ thừa nhận cái chính quyền mà Việt Nam lập ra, thì chúng ta sẽ mở ra một cái hộp hỗn nguyên, một cái Pandora box cho phép những cái quốc gia lớn họ làm gì làm, miễn là họ có cái danh nhân đạo mà không cần phải đi qua những cái định chế, những cái thiết chế của Liên Hiệp Quốc. Và thực tế cho thấy là mặc dù cộng đồng quốc tế vẫn chưa hề thừa nhận cái khái niệm này, thì cả Mỹ và cả Liên Xô luôn nhé, họ đều đã dùng nó trong một số trường hợp rồi. Vậy thì cái sự thận trọng của các quốc gia đấy không phải có chủ đích là để cô lập Việt Nam, mà cũng không hẳn là vì bị Mỹ mua chuộc gì cả. Vấn đề là nếu mà họ thừa nhận cái tiền lệ này trong một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an hoặc là của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ rất nguy hiểm cho rất nhiều những cái cuộc can thiệp nhân đạo khác. Vậy thì cái giải pháp của những quốc gia này lúc đó là họ không thừa nhận chính quyền của Heng Samrin và tiếp tục giữ ghế của Pol Pot ở UN. Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu kỹ hơn, chúng ta theo dõi thông tin kỹ hơn đấy, thì các bạn sẽ thấy là bắt đầu từ năm 1981 rồi trở về sau luôn, thì những cái nhóm vận động quốc gia bên trong Liên Hiệp Quốc họ bắt đầu tìm cái cách thay thế cái tập đoàn chính trị Pol Pot bằng cách là ép buộc cái nhóm này phải hiệp thương với những cái nhóm chính trị khác. Mà cụ thể là chúng ta có thể nói đến cái tập đoàn chính trị của hoàng tử Sihanouk lúc đó này, và từ đó không cho phép Pol Pot độc quyền đại diện toàn bộ Cambodia. Số tài liệu mà chúng ta có thể tham khảo liên quan đến cái vấn đề này thì có một số sách như là The Use of Force in International Law, A K-Based Approach này, quyển này rất là hay. Quyển thứ hai chúng ta có thể xem xét là Humanitarian Intervention, A History. Thì đây là hai cái quyển mà đang trở thành sách gối đầu giường của Trung tại thời điểm hiện tại. Nói tóm gọn ở đây, không đi quá xa vào việc bình luận liên quan đến cái chiến trường Tây Nam của Việt Nam đấy, thì cần khẳng định là quốc tế họ có đầy đủ cái thông tin về vấn đề diệt chủng của Khmer Đỏ tại thời điểm đó. Và cái việc mà họ không thừa nhận chính quyền Việt Nam chúng ta dựng nên tại Phnom Penh thì nó lại là một cái câu chuyện khác, chứ không hẳn là cái vấn đề cô lập hay là ủng hộ chính quyền Pol Pot gì đâu. Nhưng mà tại Ukraine ấy, thì những cái cáo buộc về nhân quyền, những cái cáo buộc về diệt chủng nó có thật sự diễn ra hay không, thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ tìm hiểu phía sau. Điểm thứ hai mà Trung nghĩ chúng ta cần lưu ý, chúng ta cần ghi nhận đấy, là Ukraine họ cởi mở và họ minh bạch hơn Nga rất nhiều khi mà họ đối mặt với những cái cáo buộc này. Một số thông tin tạm thời để chúng ta xem xét tại thời điểm này thôi đấy, thì ngay sau khi cái cuộc cách mạng Maidan diễn ra vào năm 2014, thì với sức ép của người dân thì chính quyền mới thừa nhận cái thẩm quyền ad hoc của ICC, của Tòa án Hình sự Quốc tế. Và cái thẩm quyền của tòa bắt đầu từ tháng 2 năm 2014 trở về sau luôn. Và cũng kể từ đó, chính quyền Ukraine mới liên tục tham gia và phối hợp với cái phòng công tố của ICC. Trong khi đó, Nga mặc dù đã ký nhưng mà họ chưa chính thức phê chuẩn để mà gia nhập ICC đấy, thì họ rút luôn cái chữ ký của mình. Hiển nhiên đây chỉ là những cái hành vi nó mang tính biểu tượng thôi, nó không chứng minh được là ai thực hiện hành vi này hay là ai không thực hiện hành vi này. Nhưng mà nó nói lên một số điều về cái sự cởi mở và sự cầu thị và sự minh bạch của Ukraine trong những cái cáo buộc hay là những cái vấn đề nhân quyền bên trong quốc gia của họ, nếu so sánh với Nga. Bởi vì các bạn cần biết là ngay cả Anh, Mỹ cũng không ưa gì ICC. Và chắc chắn một điều là không có quốc gia nào mà họ dám khơi khơi mời cái phòng công tố của ICC vào nhà mình để điều tra cả. Cả Mỹ, cả Nga, cả Trung Quốc không ai dám làm điều này hết. Và thứ ba, chúng ta cũng cần nhắc lại cái vụ MH17. Không biết mọi người nhớ không? Là cái vụ mà máy bay dân sự MH17 đấy. Đây là một trong những cái tai nạn hàng không được chú ý nhiều nhất của quốc tế, diễn ra vào năm 2019. Thì đây là cái chiếc máy bay dân sự chở 283 hành khách và 15 cái cabin crew từ Hà Lan đi đến Malaysia. Thì khi mà họ đi ngang cái không phận của Ukraine, mà cụ thể là cái vùng miền đông Ukraine đang do những cái phiến quân ly khai thân Nga quản lý đấy, thì cái máy bay này mới bị bắn hạ và toàn bộ những cái hành khách cũng như là cabin crew chết. Sau cái quá trình điều tra độc lập với ban điều tra chính phủ kết hợp của Hà Lan và của chính phủ Malaysia, rồi sau đó phối hợp với Ukraine và Nga thì họ từ chối hợp tác, chúng ta mới đi đến cái kết luận là chiếc máy bay này bị bắn rơi bể tên lửa Buk của Nga. Và những nghi phạm bao gồm là 3 người Nga cùng một người Ukraine theo phe ly khai, họ bị chỉ mặt là có trách nhiệm trong cái vụ bắn hạ cái máy bay dân sự này. Cho đến thời điểm hiện nay, chính quyền Hà Lan vẫn đang tiếp tục theo đuổi cái vụ kiện với Nga trước
Tòa án Nhân quyền châu Âu, ECTSR. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm nhiều cái facts, thêm nhiều cái bằng chứng khác để nói về cái câu chuyện này. Và cái vụ MH17 này, chúng nghĩ là nó rất đáng để nhắc lại, để chúng ta có những cái thông tin, chúng ta nhìn lại, chúng ta suy nghĩ thêm về cái vấn đề xung đột giữa Ukraine và Nga. Nhưng mà bây giờ trở lại với hai cái cơ quan quốc tế mà chúng ta đã nói đến ở phần trước. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái tính đúng của những cái cáo buộc dành cho chính phủ Ukraine là họ diệt chủng, họ giết người hay là họ thực hiện cái tội ác chống lại loài người vân vân. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ nói về Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Thì đối với ICC, Trung nghĩ là có hai cái văn bản mà chúng ta cần nhớ. Đầu tiên là cái Preliminary Examination vào năm 2016 của phòng công tố của ICC. Và cái thứ hai là cái kết luận điều tra của cái phòng công tố này công bố vào năm 2020. Liên quan đến ICC là cái vụ mà chúng ta có nhắc đến ngắn gọn ở trên ấy, là cái nhà nước Ukraine, cái nhà nước mà đang bị Nga đánh, đang bị Nga cáo buộc là có thực hiện cái hành vi diệt chủng đấy, họ mới chủ động mời Tòa án Hình sự Quốc tế vào để điều tra hai cái tội danh. Tội danh đầu tiên là tội danh tội ác chống lại loài người, và tội danh thứ hai là tội ác chiến tranh, war crimes. Và họ cho phép, chính quyền Ukraine này mới cho phép ICC điều tra gần như là toàn bộ, từ cái cuộc cách mạng Maidan cho đến vấn đề tại Crimea và cho đến khu miền đông bao gồm Donbass và Donetsk và Luhansk. Vậy thì ở đây chúng ta cần nhớ là gì? Cái chính quyền mà đang bị Nga cáo buộc, chính họ mời ICC vào, họ minh bạch thông tin và họ tạo điều kiện tối đa để bên công tố ICC tiến hành xác minh cái sự thật này. Trong cái Preliminary Examination đấy, thì ICC mới đưa ra những cái báo cáo tạm thời tại thời điểm đó mà nó khiến Nga nóng mũi quá và họ quyết định là rút luôn cái chữ ký hình thức của họ ra khỏi cái công ước của ICC. Đầu tiên là bên công tố ICC mô tả cái cuộc cách mạng Maidan đấy, nó chỉ là một cái cuộc biểu tình hết sức là bình thường thôi, nhưng mà nó bị leo thang bởi chính cái lực lượng an ninh của ông tổng thống thân Nga là Yanukovych. Và cái mà ICC nói là cái lực lượng an ninh của Yanukovych có khả năng vi phạm tội ác chống lại loài người, bởi vì họ đã giết rất nhiều những người biểu tình khi mà tình hình biểu tình đến mức không thể kiểm soát, và thậm chí là cả quốc hội của Ukraine cũng quay mặt, thì Yanukovych mới chính thức là rời Ukraine để sang Nga, và sau đó thì quốc hội Ukraine mới bỏ phiếu để mà bãi nhiệm ông này. Như vậy, cái câu chuyện pháp luật bên trong Ukraine như thế nào thì mình chưa bàn tới, nhưng mà có thể khẳng định là cái Revolution of Dignity này, cái cuộc cách mạng Maidan này chưa bao giờ bị cáo buộc và thậm chí là chưa bao giờ bị ghi nhận là có bạo loạn rồi đảo chánh hay là giết người Nga như rạ như là một số người Việt Nam mô tả, đặc biệt là trong những cái báo cáo, trong những cái thông tin quốc tế như thế này. Và thứ hai là câu chuyện tại Crimea, thì theo ghi nhận của phòng công tố của ICC đấy, thì sự thật là sau khi mà cái chính quyền mới thân EU được thành lập thì có biểu tình nổ ra tại Crimea, là một cái khu vực mà nó thân Nga từ trước đó. Tuy nhiên họ cũng xác định là không có cái xung đột hay cũng không có việc giết người hay là những cái hành vi bạo lực nhắm tới người Nga như là một số cái tài liệu mô tả để mà Nga phải vào cứu. Mà cụ thể là chỉ vào ngày 27 tháng 2 năm 2014 thôi, thì những cái toán vũ trang mà không có phù hiệu này mới đột nhiên xuất hiện tại Crimea và chiếm hầu hết những cái tòa nhà chính phủ tại khu vực này. Rồi từ đó chúng ta mới có cái câu chuyện là tuyên bố độc lập rồi trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga. Vậy thì phòng công tố của ICC trong cái mục này họ xác nhận được rất cái nhiều điểm. Ví dụ là họ chính thức xác nhận là quân đội Nga can thiệp quân sự vào cái khu vực này, chứ không có cái cuộc biểu tình hay là những cái lực lượng nào tự thân tại Crimea cả. Và bản thân quân đội Ukraine khi mà đối mặt với cái lực lượng này thì họ cũng cắn răng nhịn và rút, và không có bất kỳ cuộc đọ súng nào giữa hai bên. Cho nên là những cái cáo buộc mà có xung đột, rồi có giết người Nga, rồi Nga mới phải đưa quân vào bảo vệ là cũng là những cái thảo luận mà không hề có căn cứ. Và cái điểm xác nhận quan trọng hơn nữa khiến Nga giận dữ mà để mà họ rút khỏi ICC đấy, là việc phòng công tố gọi hành vi của Nga là hành vi chiếm đóng quân sự lãnh thổ của quốc gia khác, cái khái niệm gọi là military occupation theo pháp luật quốc tế. Và xung đột nếu có xảy ra tại Crimea là xung đột vũ trang quốc tế, cái khái niệm International Armed Conflict, chứ ICC thậm chí không xem là có một cái lực lượng ly khai hay là có một cái lực lượng chính trị bên trong để mà đủ lực để mà tự tạo nên cái nhà nước Crimea này. Và câu chuyện tại miền đông của Ukraine ấy, thì báo cáo tạm thời của phòng công tố cũng chỉ ra rõ là đây là một cái xung đột vũ trang mà phi quốc tế, có nghĩa là không chỉ có Nga không mà còn có những cái lực lượng ly khai bên trong Ukraine nữa. Nhưng nó chắc chắn là có yếu tố nước ngoài, và họ cũng khẳng định là những cái cuộc xung đột giữa chính quyền Ukraine và cái lực lượng vũ trang này nó chỉ gia tăng căng thẳng khi mà có cái sự viện trợ về quân nhân, về khí tài, về vũ trang
từ phía Cộng hòa Liên bang Nga. Và tạm thời trong cái báo cáo này, cái con số người chết được ICC liệt kê thì tầm gần 10.000 người. Nhưng mà đây là con số người chết của lực lượng quân sự của cả hai bên. Còn cái số lượng mà thường dân chết thì tầm 2.000 người, với đại đa số lý do là vấn đề pháo kích hay là những cái loại mìn. Có thể nói là qua cái văn bản của phòng công tố của ICC đấy, thì cả ba phe tham chiến là Nga, là Ukraine và cái lực lượng ly khai thì họ đều có những sai lầm về mặt pháp luật chiến tranh. Nhưng mà rõ ràng cái thứ mà chúng ta đang muốn kết luận ở đây là chính quyền Ukraine không phải là kẻ xấu, bởi vì cái cuộc cách mạng Maidan bản chất là không phải là đảo chính, và họ cũng không tự dưng giết hại thường dân hay là phạm tội ác chiến tranh như là một số bạn mà ủng hộ Putin mô tả và dẫn chứng bằng những cái tài liệu không rõ nguồn gốc. Và nếu mà thật sự nếu chúng ta đọc cái văn bản này một cách công bằng đấy, thì cáo buộc dành cho Nga và những cái phiến quân thân Nga nó lại nhiều hơn, nó lại cụ thể hơn những cái cáo buộc mà dành cho chính quyền Ukraine. Họ bị ICC xác nhận là có những cái cáo buộc khả tính về việc là họ bắt người không có lệnh này, họ giết người này, họ phân biệt chủng tộc đối với cộng đồng Crimean Tatar này, khiến cho cái cộng đồng này phải tái định cư sang phía Ukraine và phải bỏ cái vùng đất Crimea của họ. Cái kết luận của ICC vào năm 2020 đấy, nói thật ra thì nó hơi anti-climatic một xíu, có nghĩa là nó hơi thất vọng. Kết luận khá là chung, kết luận là cả hai phe đều không có những hành vi quân sự có chủ đích, có hệ thống để thực hiện tội ác chiến tranh hay là tội ác chống lại loài người. Giải thích về cấu thành tội ở đây thì nó hơi mất thời gian một chút xíu, cho nên chúng ta sẽ không giải thích. Nhưng mà quan trọng hơn đó, quan trọng hơn trong cái thảo luận của chúng ta là ICC ghi nhận là không có những cái tội ác nghiêm trọng được thực hiện một cách có hệ thống hay là một cách có chủ đích nhắm đến người nói tiếng Nga hay là những người ủng hộ Nga tại miền Đông cũng như là tại Crimea. Và quan trọng hơn nữa, ICC lại xác nhận là Nga đang chiếm đóng đất của Ukraine và Nga đang tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho các hoạt động ly khai của các thành phần phiến quân tại miền Đông Ukraine. Rồi vậy thì đó là những cái nguồn thông tin của ICC mà chúng ta có được để chúng ta phủ nhận những cái lập luận, những cái luận điệu, những cái tài liệu đang trôi nổi trên cái mạng xã hội Việt Nam hiện nay. Rồi bây giờ chúng ta đi đến những cái tài liệu, những cái câu chuyện của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì Cao ủy Nhân quyền hiện nay, cho đến hiện nay có thể nói là cái tổ chức nhân quyền và nhân đạo có cái tính thẩm quyền nhất, trung lập nhất, và họ cũng có cái lịch sử quan sát cái tình hình nhân quyền tại Ukraine lâu dài nhất cho đến ngày nay. Từ năm 2014 cho đến 2021 thì mỗi năm họ đều ra một cái bản báo cáo rất là chi tiết về tình hình nhân quyền, tình hình chiến sự, về những cái tranh chấp, về những cái thiệt hại nhân mạng, về những cái thiệt hại về tài sản, vân vân và vân vân, liên quan đến cái xung đột tại Crimea rồi tại miền Đông cũng như là bên trong Ukraine. Và đối với trường hợp của Cao ủy Nhân quyền thì Trung cũng đề nghị là chúng ta sử dụng hai tài liệu đầu cuối là giai đoạn vào năm 2014, nghĩa là chúng ta biết là cái thời điểm mà rất nhiều người Việt Nam cáo buộc Ukraine tấn công thường dân rồi giết hại người gốc Nga ở miền Đông Ukraine và cũng như là Crimea này. Và thứ hai là giai đoạn 2021-2022 là cái giai đoạn mà cũng rất nhiều người Việt Nam cho là Ukraine vi phạm những cái nghĩa vụ quốc tế, rồi lại thực hiện cái hành vi giết người, rồi thực hiện cái hành vi diệt chủng này nọ. Đọc đầy đủ cả hai báo cáo đấy thì chúng ta sẽ thấy là Ukraine không hẳn là được tô vẽ như là một tiên nữ thánh thiện hoàn toàn ngây thơ, nhưng cái bên có vấn đề nhiều hơn lại là Nga và các lực lượng ly khai. Chúng ta lại nhắc về cái cuộc cách mạng Maidan, thì báo cáo về Maidan của OSCHR tiếp tục confirm, tiếp tục xác nhận những cái thông tin mà chúng ta có bên Tòa án Hình sự Quốc tế, là Maidan vẫn không được nhắc đến như là một cuộc cách mạng vũ trang hay là đảo chính như là một số nhóm Việt Nam mô tả. Cái quan trọng hơn là những cái bằng chứng về việc là những người biểu tình ủng hộ thân EU đấy, họ bị giết hại và họ bị mất tích, được Cao ủy Nhân quyền thu thập và làm sáng tỏ hơn về những cái con số mà không khớp so với những cái con số mà thông tin chính phủ đưa ra. Và kết luận là có đến hàng trăm người biểu tình ủng hộ cái việc gia nhập EU bị giết hại tại Kiev cũng như là những cái thành phố khác. Rồi đó là câu chuyện về Maidan. Thì cái câu chuyện về Odessa thì thường xuyên được nhắc đến như là một cái kinh điển trong cái việc mà chính quyền Ukraine họ dung túng những cái nhóm Nazi rồi họ giết hại người dân vân vân. Nhưng mà chúng ta cần nhớ là Cao ủy Nhân quyền vào được đến Odessa để mà thu thập thông tin, để mà điều tra. May mắn là bởi vì Odessa vẫn còn thuộc cái quyền kiểm soát của Ukraine. Còn nếu mà Odessa thuộc quyền kiểm soát của lực lượng ly khai hay là của Nga đấy, thì cái việc mà Cao ủy Nhân quyền vào để mà điều tra thì nó rất là khó. Cũng như các vùng khác thôi, vùng miền Đông cũng như là Crimea thì hầu như là Cao ủy Nhân quyền không thể đi vào, không thể thâm nhập để mà điều tra, để mà thu thập số liệu hay là thông tin hay là phỏng vấn. Trong báo cáo của Cao ủy Nhân quyền thì họ công nhận cái sự kiện tại Odessa là một trong những cái sự kiện gây thiệt hại nhân mạng cao nhất sau cái cuộc khủng hoảng Maidan. Và theo Trung nghĩ thì báo cáo cũng thể hiện một cách rất rõ ràng và rất trung lập những cái vấn đề liên quan đến Odessa. Trước tiên, khi mà cái chính quyền với châu Âu hơn ấy
được thành lập ở Kiev, thì bắt đầu có cái xung đột tư tưởng giữa những nhóm gọi là ủng hộ chủ nghĩa liên bang pro-federalism và nhóm ủng hộ thống nhất pro-unity. Nghe sang vậy thôi chứ chúng ta hiểu sẽ là pro-federalism là những cái nhóm mà ủng hộ Nga, và những cái nhóm mà pro-unity thì sẽ có cái xu hướng là ủng hộ chính quyền trung ương Kiev và thân EU. Vào ngày 2 tháng 5 đấy, theo kết luận của Cao ủy Nhân quyền, thì cái quan trọng trước tiên, cái nhóm ủng hộ Nga mới can thiệp và tấn công vào một cái buổi tuần hành nó ôn hòa có tên gọi là United Ukraine. Và đặc biệt quan trọng hơn, họ chỉ ra được là 6 người của buổi tuần hành ủng hộ một Ukraine thống nhất bị bắn chết bởi những cái activist ủng hộ Nga. Và khi mà chúng ta hiểu được cái điểm, chúng ta nắm được cái điểm đầu tiên từ đảng 41 này đấy, thì chúng ta sẽ lý giải tại sao là các nhóm biểu tình họ rượt đuổi nhau chạy toán loạn khắp Odessa từ đảng 45 và 48. Chúng ta sẽ thấy câu chuyện nó hỗn loạn hơn là tưởng tượng của một số bạn tại Việt Nam, như là nào là chính phủ Ukraine thiêu sống người biểu tình rồi tàn sát người ủng hộ Nga vân vân. Thì câu chuyện thật ra là bắt đầu từ 7:30 tối, hai bên này mới bắt đầu ném bom xăng lẫn nhau tại cái khu vực là Trade Union Building. Thì cái việc ném bom xăng này mới dẫn đến việc là Trade Union Building bị cháy, và từ đó dẫn đến cái chết thương tâm của tầm 40 thành viên của cái nhóm ủng hộ Nga này. Một trong những cái vấn đề mà chính quyền mới của Ukraine chịu trách nhiệm theo Cao ủy Nhân quyền là việc họ không cung cấp đủ lực lượng an ninh để mà can thiệp ngay lập tức vào cái sự kiện. Nhưng mà Cao ủy Nhân quyền cũng xác định là đây không phải là cái mục tiêu ban đầu của cái buổi tuần hành của nhóm Pro Unity, và họ cũng ghi nhận là rất nhiều người ủng hộ chính quyền mới của Kiev cũng đã hỗ trợ và giúp đỡ những cái nhóm ủng hộ Nga thoát ra khỏi cái tòa nhà đang cháy. Câu chuyện ở đây được mô tả bởi Cao ủy Nhân quyền thì nó rất là rõ ràng, nó xác định ai đúng ai sai hết rất là rõ. Nó không hề ly kỳ và không hề mang rợ như là báo chí của Nga cũng như là những cái nhóm tại Việt Nam mô tả. Và thú vị hơn nữa là trong phần bình luận của Cao ủy về miền đông Ukraine ấy, các bạn đọc từ đoạn 155 trở đi thì chúng ta sẽ thấy là Cao ủy Nhân quyền không hề tin tưởng là dân chúng tại miền đông người ta thật sự muốn tách ra khỏi Ukraine, hay là người ta đang muốn thể hiện một cái sự ủng hộ đối với người Nga thông qua những cái nền cộng hòa ly khai này. Thì cái mà gọi là cộng hòa nhân dân Donetsk ấy, thì bên trong đó những người ủng hộ nó, những người mà thể hiện cái mong muốn hướng về Nga vân vân và vân vân, thì lại chúng ta lại thấy rất nhiều những cái công dân Nga, chúng ta lại thấy rất nhiều những người đến từ Chechnya hoặc là những nền cộng hòa miền núi phía bắc của Caucasus. Và những cái nhóm vũ trang đến từ Nga này họ mới disconnect, họ mới mất kết nối với cái dân cư tại đây, đến mức mà họ phải đưa ra những cái video, đưa ra những cái lời kêu gọi, những cái lời thúc đẩy phụ nữ tại vùng Donetsk ghi danh vào những cái đơn vị chiến đấu. Và chúng nghĩ là đặc biệt thú vị hơn nữa là ở đoạn 160 đấy, thì Cao ủy Nhân quyền mới khẳng định là cái cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quản và quyền ly khai của những cái nền cộng hòa miền đông đấy, thứ nhất là nó không tuân thủ hiến pháp Ukraine, và thứ hai là nó không có cái hiệu lực theo pháp luật quốc tế. Cái câu chuyện về quyền ly khai trong pháp luật quốc tế là một cái câu chuyện khá cũ rồi, hy vọng là chúng ta có thể xem xét nó trong một cái dịp khác. Nhưng mà các bạn có thể nhớ là quyền ly khai gần như luôn luôn bị phủ định trong hệ thống pháp luật quốc tế. Ở đoạn 162, Cao ủy Nhân quyền lại đưa ra những cái thông tin thú vị hơn nữa là cái buổi trưng cầu dân ý trong mặt kép này đấy lại chọn ra một công dân Nga làm thủ tướng. Và nếu chúng ta đọc hết đi từ đầu tới cuối những cái mô tả của Cao ủy Nhân quyền thì chúng ta không thấy gì ở miền đông Ukraine là một cái tập thể người họ có kỳ vọng về một chính quyền độc lập hay là một chính quyền dân chủ tách biệt khỏi Ukraine, mà chúng ta chỉ thấy là những cái mưu đồ và những cái thao túng chính trị của các cái nhóm vũ trang ly khai. Và thậm chí là những cái nhóm vũ trang ly khai này cũng không hoàn toàn là người Ukraine mà đang ở miền đông, mà đa phần là người Nga rồi người Chechnya vân vân. Và rõ ràng nhất ở cái đoạn 175 ấy, thì chúng ta sẽ thấy là những cái nhóm vũ trang ly khai sau khi mà họ chiếm được những cái tòa nhà chính phủ ở khu vực rồi tuyên bố độc lập thì gần như là họ không thực hiện bất kỳ cái chức năng quản lý nhà nước nào cả. Và môi trường chính trị theo Cao ủy Nhân quyền ấy, thì bao trùm bởi sự sợ hãi và đe dọa, với rất nhiều những cái nhân viên công quyền lẫn các cái thành viên của hội đồng thành phố bị bắt cóc rồi bị giết hại. Và cuối cùng là kể từ khi nhóm vũ trang ly khai thân Nga lên nắm quyền thì cứ mỗi ngày có 20 gia đình dọn đi khỏi cái khu vực này. Thì đến bây giờ với cái mô tả của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chỉ trong năm 2014 thôi, chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định là chính bản thân những cái nhóm vũ trang đòi ly khai thân Nga này mới là vấn đề của cái khủng hoảng nhân quyền cũng như là khủng hoảng nhân đạo, chứ không phải là chính quyền Ukraine. Và bây giờ đến cái bản báo cáo vào năm 2020 đấy, thì chúng ta lại càng thấy rõ cái sự thật là điều gì đang diễn ra, và chính quyền Ukraine họ có đang đẩy mạnh những cái hoạt động quân sự để mà tấn công vào thường dân hay là tấn công vào người dân gốc Nga hay không. Ví dụ như là trong cái biểu đồ này,
chúng ta có thể thấy là con số thường dân chết và bị thương đấy, chủ yếu là do các loại mìn được gài dọc biên giới của cả hai phía nhằm vào những cái mục tiêu quân sự. Và thường dân chết chủ yếu là do bom mìn của phía quân đội ly khai. Và quan trọng hơn nữa, chúng ta nhìn xuống cái bản đồ và thống kê cái số lượng thường dân chết liên quan đến cái xung đột vũ trang giữa chính quyền Ukraine và quân đội ly khai, chúng ta thấy là cái số lượng này càng ngày càng giảm. Và tính tới năm 2021 thì cái số lượng thường dân mà mất do những cái xung đột vũ trang là 15 người. Vậy thì trong suốt cái giai đoạn này, con số thiệt hại dân mạng của thường dân nhìn chung là giảm đến mức đáng kể nhất. Vậy nên cái cáo buộc nói là Ukraine gia tăng căng thẳng hay là gia tăng sát hại người dân phía đông Ukraine này, rồi gia tăng chiến dịch diệt chủng này nọ vân vân trong những năm vừa qua, và so sánh nó với cái chính sách của Pol Pot rồi dẫn đến việc là Nga phải can thiệp, thì có thể nói là hoàn toàn vô căn cứ. Và đến với những cái kết luận cuối cùng của bản báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2021 thì chúng ta sẽ nhận ra là hai cái vùng và do những cái toán phiến quân thân Nga kiểm soát và quản lý trực tiếp mới là những cái vùng tồi tệ nhất. Và mặc dù họ luôn cho là họ đại diện ý muốn của người dân miền đông Ukraine, nhưng mà những cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hơn bao gồm như là bắt giữ tùy tiện này, tra tấn, đối xử bất nhân, rồi sau đó là bạo lực giới và bạo lực nhắm đến những cái người phản đối họ và những nhà báo, thì lại đều xảy ra ở những cái vùng do những cái toán quân này kiểm soát. Và bản thân tại Crimea thì Cao ủy Nhân quyền Liên Quốc cũng nói rõ ra là Anh Nga đang là cái Anh lực lượng chiếm đóng, cái occupying powers, và cũng có rất nhiều thứ mà Anh Nga cần phải làm. Và nếu mà chúng ta xem cái bản thống kê của Cao ủy Nhân quyền Liên Quốc về cái tình hình thực hiện những cái khuyến nghị của Cao ủy, chúng ta sẽ thấy là bản thân cái Anh chính phủ Ukraine hiện nay là cái Anh mà cố gắng thực hiện nhiều hơn rất nhiều, so với cái Anh Liên bang Nga là chỉ mới thực hiện một phần được 3%, và so với những cái nền Cộng hòa tự xưng là chỉ mới thực hiện được 3% và thực hiện một phần được 8%. Đó là tất cả những cái thông tin mà ngày hôm nay Trung muốn đưa với bạn đọc và bạn đọc xem xét. Hiển nhiên là những gì Trung nói là những gì Trung chắt lọc ra trong những cái báo cáo thôi. Trung sẽ để cái link ở bên dưới để mà mọi người có thể tự đào về, tự xem xét, tự cân nhắc những cái thông tin xem là những cái mô tả của Trung có chính xác hay không. Một cái Trung có thể khẳng định là sau khi đọc xong những cái báo cáo này, chúng ta hoàn toàn có thể thống nhất với nhau là chính phủ Ukraine không thể nào bị so sánh với chính quyền Pol Pot của Cambodia. Và hoàn toàn ngược lại, nếu mà so sánh với Nga, so sánh với những cái lực lượng phiến quân ly khai, thì cái chính phủ Ukraine hiện nay lại là cái bên mà phối hợp nghiêm túc một cách cầu thị với những cái định chế quốc tế như là ICC hay là Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Mà nếu mà có những bạn mà cho rằng ICC hay là Cao ủy Nhân quyền là những cái tổ chức bị mua chuộc bởi Mỹ đấy, thì chúng ta có thể nhớ là xung đột giữa ICC và chính quyền Hoa Kỳ nó mạnh đến mức, nó căng thẳng đến mức mà Hoa Kỳ đã từng phải cấm vận cả những cái công tố viên của ICC, để chúng ta hiểu là cái cơ quan ICC này họ độc lập đến như thế nào. Thêm một điểm nữa là nếu bạn không tin vào những cái văn bản, những cái báo cáo của những cái tổ chức này, những cái tổ chức quốc tế gần như là hoàn toàn độc lập với nguồn lực lớn như thế này, và bạn nghĩ là họ bị mua, thì tại sao chúng ta lại tin vào những cái báo cáo, những cái video hết sức là nghiệp dư của một nhà báo người Pháp nào đó? Trung một lần nữa khẳng định là những cái nhóm tân phát xít ấy, bao giờ cũng là thành phần cần phải loại bỏ khỏi cái nền chính trị quốc gia. Nhưng mà có thể nói là cái việc mà Nga xâm lược Ukraine ấy, sẽ chỉ làm sống lại cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan của quốc gia này, và các cái thành phần tân phát xít sau này họ sẽ chỉ có thêm đất sống thôi chứ không mất nó. Hơn một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã xem đến hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.